Rồi chuẩn bị, tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ 2 triệu rưỡi của vòng 2. Bắt đầu. Xin chào anh em nhé, lại tiếp tục luyện tập tư duy điều bi cùng mình nhé. Con này nhảy bi rồi. Thôi nhảy thì nhảy thôi. Này nhảy chắc nếu mà trô được về tí thì ngon, không đứng bi nhé. Trô được tí thì ngon, không thì đứng bi lại là đẹp. Chấp nhận thôi. Để ba ra thì phải chấp nhận thôi đúng không em? Trô lại được tí thì ngon nhé, còn không thì đứng bi là đẹp. À. Ok, cái này không có tin thôi, cái này gọi là mình tin hết rồi đấy, mình tin hết rồi. Thôi, tiếp tục thôi. Khúc này mới cần giữ bình tĩnh nên em ơi, ăn đùa xong thì thường hừng lắm, với lại quê á. Nên là khúc này phải cực kỳ bình tĩnh nhé, chậm lại. Mấy khúc này nó còn tâm lý hơn là cái khúc mà mình chốt hưu nữa. Chốt hưu nữa em ạ, nên là cứ bình tĩnh lại khúc này. Xác định điểm chết này. Góc ra này, con này chắc kéo ngay băng lên đây ăn con 3 lỗ 10. Khu vực thì ngược thì càng tốt. Thẳng thì cũng được, trô về, một băng trô về. Xuôi như này thì hơi chua. Xuôi như này thì đánh kiểu gì nhỉ? Chắc là tảng hai băng trên kia về đây cũng được. Thôi, cố gắng ăn đường má trên và má thẳng thì càng tốt nhé. Trên và thẳng là càng tốt. Đó, cố gắng kéo những ít HP lại thôi. Mấy khúc này mày cần bình tĩnh đấy, tại vì ăn rùa xong thì thường mình rất là gọi là hừng ấy. Con này thì thẳng quá rồi này, chắc này chỉ trô về đây thôi, trô về đây ăn ra đây thôi. Đó. Khu vực thì chắc chọn khu vực nào cũng ăn năm được, dưới hay trên hay đấy thì cũng được, mà nào cũng đẹp ấy. Quan trọng là trô về đây cho được ra đây nhé. Con này thì trô không hấp phê nên hết lực luôn. Chưa chết nha. Con này thì một băng ở đây thôi, ăn con 5 lỗ góc. Má nào dễ ăn 6 nhất này. Má ngược thì một băng hoặc là thẳng ra này. Má đứng thì trô ngược lại này. Má này thì chặt một băng ra này. Má nào cũng được. Mình sẽ ưu tiên má hơi ngược ngược tí này bạn. Kéo một băng này cho nó dễ đánh. Ừ, cũng không ngược lắm. Con này tán này anh em ơi, tán dưới tâm bi khoảng một đầu cơ thôi, một áp phê, một hoặc hai áp phê hướng 10 giờ thôi. Con này mà đánh nhiều áp phê quá nó về dưới này đấy. Con này mình tán ra thôi, tán dưới tâm bi thôi nhé, dưới tâm bi khoảng hai đầu cơ thôi thì nó sẽ ra ngang. Còn nếu mà tán nhiều áp phê quá nó về dưới này là bỏ luôn. Con này thì chắc thì cu lê lên ăn 7 thôi, cu lê nhưng mà cu lê nhẹ thôi em ạ. Mận quá là nó bị hụt con 7 luôn đấy. Xác định điểm chết này, không ra này. Không ra tầm đây thì đánh ra thì cũng thấy cái nằm khoảng đây. Cú lê lên ăn 8 lô góc là được rồi. Đó. Khu vực thì má nào cũng được. Chắc lỗ rồi. Còn trong đánh con 6 lỗ là được. À, con này thì chọn 8 lô góc thôi. Một băng lên đây. Đó, khu vực này. Thẳng thì bấm đi lại ăn 9. Xiên này thì đè một băng ra đây ăn 9. Xuôi như này thì kéo hai băng ăn 9. Cố gắng thẳng với lại ngược là được. Kéo thì nó nguy hiểm hơn. Cố gắng ăn má thẳng nhất rồi. Má thẳng nhất có thể được. Là dễ nhất nhé. Những bi như này thì đa số mình điều bằng áp phê nữa. Điều bằng áp phê thì nó sẽ chính xác về lực hơn. Hơi xéo rồi. Hơi xéo thì cúp sẵn C ra đây thôi.